Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón kết bằng len như thế này. Có trang trí cái họa tiết đường gân ngang, có nút. Và ở phần thân nón thì chúng ta có thêm cái phần gân nổi lên như thế này. Ở cái viền nón thì chúng ta có nẹp cước ở cái vành ngoài. Thì dụng cụ mình gồm có len miêu cô tông, kim móc, mình dùng kim móc 3.0 để móc cái phần thân nón. Kim móc hai đầu, mình dùng đầu số 4 để nẹp cái phần viền ngoài của cái vành nón. Kéo cắt len. Và một đoạn dây cước có hình vòng cung như thế này để nẹp cái vành nón. Bây giờ chúng ta sẽ dùng kim 3.0 và màu len xanh nhạt để móc cái phần thân nón. Đầu tiên thì các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Sau đó móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn 6 mũi móc đơn cho mình. 1 2 3 4 5 và 6. Các bạn kéo cái phần sợi len ngắn ở phía dưới này vuốt lại để vòng tròn của chúng ta nhỏ lại. Sau đó các bạn dùng mũi dời móc vào cái chân móc đầu tiên này cho mình. Móc vào đây một mũi dời. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên, móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn cùng chân. Chân móc kế bên cũng móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân vào chân móc này. Chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn. Ba chân móc còn lại các bạn cũng móc cho mình, mỗi chân móc là hai mũi móc đơn, móc cho đến hết vòng. Thì sau khi móc đến cuối vòng thì chúng ta sẽ dùng mũi dời móc vào cái chân móc đầu tiên này. Móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Sau đó các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên này, móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc hai mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc cho mình hai mũi kép đơn. Các bạn cứ làm lần lượt các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc cho mình hai mũi kép đơn. Móc cho đến hết vòng. Thì sau khi móc đến cuối vòng, chúng ta dùng mũi dời móc vào cái chân móc đầu tiên này, móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục gây nên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. Tiếp tục móc một mũi kép đơn vào chân móc bên cạnh. Chân kế bên móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Và một mũi kép đơn được móc từ phía ngoài vào trong của cái chân móc này. Các bạn móc từ ngoài vào trong, móc qua luôn cả cái mũi móc này. Sau đó móc và kéo len qua chân móc.
Như vậy là chúng ta đã được một cái đầu sợi gân thứ nhất. Các bạn tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi khép đơn. Móc vào chân móc bên cạnh hai mũi khép đơn cùng chân. Chân kế bên móc một mũi khép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh móc một mũi khép đơn. Và một mũi kép đơn được móc từ cái chân móc này, luồn từ ngoài vào trong của cái thân chân móc này. Móc và kéo lên qua chân móc. Sau đó móc và kéo lên qua hết các cái chân móc trên kim. Như vậy là chúng ta đã được một cái đầu gân thứ hai của cái nón. Các bạn móc tiếp cho mình các chân móc còn lại, giống như cái cụm chân móc này cho mình. Móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Tiếp tục móc hai mũi kép đơn vào chân móc kế bên. Chân bên cạnh móc một mũi kép đơn. Chân kế bên móc một mũi kép đơn vào cái chân móc này. Và một cái mũi kép đơn được móc từ ở phía ngoài của cái thân chân móc này. Móc và kéo len qua chân móc. Các bạn cứ làm lần lượt như vậy cho mình cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì chúng ta sẽ được 6 cái đường gân trên nón như thế này. Các bạn móc vào cái chân đầu tiên này cho mình, móc vào đây một mũi dời. Sau đó gây nên cho mình hai mũi móc xích. Móc một mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên. Chân móc kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Tiếp tục chân kế bên cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào cái chân móc này. Móc vào đây hai mũi kép đơn. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Móc một mũi kép đơn vào chân bên cạnh. Tiếp tục chân bên cạnh móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Và một mũi kép đơn được ngoặc từ phía ngoài của cái thân chân này, ngoặc từ ngoài luồn vào trong qua hết cái thân chân móc này, sau đó móc và kéo len qua thân chân móc và móc qua hết các cái chân móc trên kim. Tiếp tục hai chân móc kế bên cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Chân kế bên là cái chân thứ hai của cái mũi chụm của hai cái vòng này, móc vào cái chân này hai mũi kép đơn. Tương tự hai chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân bên cạnh móc một mũi kép đơn vào cái chân móc này. Và một cái mũi ngoặt ngoài được luồn từ ngoài vào trong của cái gân này, của cái đường móc này. Móc và kéo len qua hết chân móc của trên kim. Như vậy là chúng ta đã được hai cụm chân móc như thế này. Các chân móc còn lại các bạn cũng móc tiếp tục như vậy cho mình, móc cho đến hết hàng. Cũng móc cho mình các cái cụm y như cái cụm này. Hai chân móc kế bên móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Chân kế tiếp móc hai mũi kép đơn. Tiếp tục hai chân móc kế bên cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Và cái chân móc cuối cùng móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Và một mũi ngoặt ngoài được luồn từ phía ngoài của cái đường gân này, luồn qua hết cái thân chân móc này.
Móc tương tự như vậy cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc này, móc vào đây một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Ở cái hàng móc phía dưới, các bạn móc một mũi kép đơn xen kẽ với hai mũi kép đơn cùng chân. Ở hàng phía trên thì hai mũi kép đơn xen kẽ với hai mũi kép đơn cùng chân. Thì ở hàng móc phía trên này các bạn cũng làm tương tự, ba mũi kép đơn rồi xen kẽ với hai mũi kép đơn cùng chân. Chân tiếp theo này sẽ móc hai mũi kép đơn cùng chân. Ba chân móc kế tiếp cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Và một mũi kép đơn được mặc từ ngoài vào trong của cái đường gân phía trên, được luồn qua hết cái chân móc này. Ba chân móc kế tiếp cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Chân kế bên móc hai mũi kép đơn cùng chân. Tương tự ba chân móc kế tiếp cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Chân móc kế bên cũng móc một mũi kép đơn vào cái chân móc này. Và một mũi ngoặc ngoài được luồn qua hết cái phần thân của cái chân móc này. Các bạn làm tương tự cái cụm này cho các cái cụm còn lại của cái nón cho đến hết vòng cho mình. Các bạn tiếp tục tăng mũi cho mình ở các vòng còn lại. Mỗi vòng các bạn sẽ tăng cho mình một mũi ở cái cụm này. Tăng cho đến khi nào cái số đo của cái mũ vừa với cái số đo của vòng đầu của bé. Cứ móc tương tự như vậy, móc cho đến hết hàng cho mình. Ở đây mình đã tăng được 5 hàng móc như thế này. Cái số đo của cái mũ này tương ứng cho bé tầm 3 cho đến 6 tháng. Các bạn móc vào cái chân móc này, móc vào cho mình một mũi dời. Tiếp đến móc lên hai mũi móc xích để gây nên hàng tiếp theo. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc kế bên cũng móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Tương tự các chân móc còn lại cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Ở cái chân móc này thì ta không thêm mũi ở vòng này nữa mà chúng ta móc tiếp vào cái chân móc kế bên. Ở cái chân móc này, chúng ta không có móc vào cái chân móc ở ngoài nữa, mà chúng ta dùng mũi ngoặc ngoài móc vào cái đường gân này cho mình luôn, móc qua hết cả cái thân chân móc này cho mình. Sau đó móc và kéo len qua chân móc, móc hết qua các mũi móc trên kim. Như vậy là chúng ta đã được một cụm chân móc không thêm. Tương tự các mũi móc còn lại cũng móc cho mình, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Tiếp tục móc một mũi ngoặc ngoài vào cái thân chân móc này.
móc qua hết thân chân móc, sau đó móc và kéo len qua chân móc. Các mũi móc còn lại các bạn cũng móc tương tự cho mình như cái cụm ở phía bên này. Móc cho đến hết hàng cho mình. Sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn cũng móc vào cái chân móc đầu tiên này cho mình, móc vào đây một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc tương tự các chân móc, mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn. Các bạn móc cho đến hết hàng. Thì sau khi móc đến cuối hàng, các bạn cũng dùng mũi dời móc vào chân móc này cho mình. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự các chân móc còn lại, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Các hàng móc còn lại các bạn cũng móc tương tự như cái hàng móc này cho mình, móc cho đến khi cái chiều cao của nón vừa đến mang tay của bé. Ở đây mình đã móc lên được 13 hàng móc như thế này. Thì cái chiều cao của nón này sẽ vừa đến cái phần mang tay của bé. Các bạn móc vào chân móc đầu tiên này cho mình, móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ viền cái phần nón này lại. Các bạn móc vào chân móc đầu tiên một mũi đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi đơn. Móc tương tự các chân móc còn lại, các bạn móc cho đến hết vòng cho mình. Mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Thì sau khi móc đến cuối vòng thì các bạn cũng móc vào cái chân móc đầu tiên này cho mình, móc vào đây một mũi dời. Sau đó lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được cái phần thân nón như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc cái phần vành của nón. Thì từ cái đường gân đầu tiên này các bạn đếm ngược lại cho mình. 1, 2, 3, 4. Các bạn đâm kim qua chân móc thứ 5 cho mình. Móc và kéo len qua chân móc. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Bỏ qua chân móc vừa móc, các bạn móc vào chân móc thứ 2, móc vào đây một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Sáu chân móc kế tiếp các bạn cũng móc cho mình, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Ở cái chân mũi dời này chúng ta cũng tính nó là một chân. Thì mình có viết công thức ở trên phía màn hình, các bạn nhìn trên công thức để đỡ bị nhầm nha.
Sau khi móc được 8 mũi móc đơn liên tiếp như thế này thì các bạn móc vào cái chân móc kế bên này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái hàng thứ nhất. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi dời để gây nên hàng thứ hai. Quay ngược đầu móc lại. Để mình cắt cái phần len thừa này đi. Sau đó các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên này, móc vào đây cho mình hai mũi đơn. Hai mũi đơn là chúng ta móc cùng chân. Tiếp tục chân móc kế bên cũng móc cho mình hai mũi móc đơn vào chân móc này. Bốn chân móc kế tiếp, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục hai chân móc còn lại, mỗi chân móc các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn ở mỗi chân móc. Chân móc kế tiếp, các bạn móc vào đây cho mình một mũi dời. Lưu ý là các bạn luồn từ ngoài vào trong chân móc. Luồn từ ngoài vào trong, sau đó luồn kim qua chân móc. Móc và kéo len qua chân móc. Tiếp tục móc thêm một mũi dời vào chân móc kế bên, cũng luồn kim từ ngoài vào trong chân móc và móc kéo len qua kim. Quay ngược đầu móc lại. Chân móc đầu tiên móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân. Tiếp tục 10 chân móc kế bên, mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân. Tiếp tục dùng mũi dời móc vào chân móc kế bên. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được cái hàng thứ ba của cái vành nón. Các bạn móc vào chân kế bên một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn. Chân móc kế bên cũng móc hai mũi móc đơn vào chân móc này. Tương tự chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn. Chân kế tiếp móc vào đây một mũi móc đơn. Chân bên cạnh móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân.
4 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục chân bên cạnh móc 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Chân kế tiếp móc 1 mũi móc đơn. Ba chân móc cuối cùng, mỗi chân móc các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục chân kế bên móc 1 mũi dời, cũng móc luồn từ ngoài vào trong chân móc, sau đó móc và kéo len qua chân móc. Tiếp tục dùng 1 mũi dời móc vào chân móc kế bên, móc và kéo len qua chân móc để gây nên hàng tiếp theo. Sau đó quay ngược đầu móc lại, chân móc đầu tiên móc vào đây 2 mũi móc đơn. Chân kế bên móc 1 mũi móc đơn. Tương tự các chân móc kế tiếp, móc mỗi chân móc là 1 mũi móc đơn. Ở chân móc cuối cùng móc cho mình 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Tiếp tục móc vào chân móc phía dưới này 1 mũi dời. Và móc thêm 1 mũi dời vào chân kế bên để gây nên hàng tiếp theo. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc 2 mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Bốn chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc 1 mũi móc đơn. Chân móc kế bên móc 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Mười hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc 1 mũi móc đơn. Sau khi móc được 12 mũi móc đơn thì chân móc kế tiếp các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn. Tiếp tục bốn chân móc kế bên, mỗi chân móc 1 mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng móc vào đây 2 mũi móc đơn. Tiếp tục dùng mũi dời luồn từ ngoài vào trong chân móc, móc và kéo len qua chân móc. Chân kế bên cũng móc 1 mũi dời luồn từ ngoài vào trong, móc và kéo len qua chân móc. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Chân móc đầu tiên móc 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Các chân móc còn lại mỗi chân móc cũng móc 1 mũi móc đơn.
làm tương tự như các hàng số lẻ ở các hàng phía trên, móc cho đến cuối hàng. Sau khi móc được các mũi đơn như thế này thì ở chân móc cuối cùng cũng móc cho mình vào chân móc này hai mũi đơn cùng chân. Sau đó móc vào chân móc kế bên một mũi dời. Tiếp tục móc vào chân móc kế tiếp một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên 2 mũi móc đơn. Bốn chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân móc kế tiếp móc 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế bên móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh móc cho mình 2 mũi móc đơn. Mười bốn chân móc kế tiếp móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Thì sau khi móc xong 14 mũi móc đơn, móc vào chân móc kế bên này 2 mũi móc đơn cùng chân. Chân móc kế tiếp móc 1 mũi móc đơn. Chân kế bên móc 2 mũi móc đơn cùng chân. Bốn chân móc kế bên mỗi chân móc móc cho mình 1 mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng móc cho mình 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Sau đó dùng mũi dời luồn từ ngoài vào trong chân móc. Móc và kéo len qua chân móc. Tiếp tục dùng mũi dời móc vào chân móc bên cạnh. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc kế bên 2 mũi móc đơn, làm tương tự như các hàng lẻ của các hàng ở phía trên, móc cho đến cuối hàng. Thì sau khi móc đến cuối hàng, ở chân móc cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Sau đó móc vào chân móc kế tiếp 1 mũi dời. Tiếp tục móc thêm 1 mũi dời vào chân móc kế bên để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại.
Móc vào chân móc đầu tiên 2 mũi móc đơn. Chín chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc kế bên móc 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Mười sáu chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn. Sau khi móc xong 16 mũi móc đơn, các bạn móc vào chân móc kế bên 2 mũi móc đơn cùng chân. Chín chân móc kế tiếp cũng móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng móc 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Sau đó dùng mũi dời luồn từ ngoài vào trong chân móc, móc và kéo len qua chân móc. Tiếp tục dùng mũi dời móc từ ngoài vào trong chân móc để gây nên hàng tiếp theo. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Sau khi cái vành mũ của chúng ta đã đạt cái độ rộng nhất định như thế này, thì bây giờ chúng ta tiến hành nẹp cước ở vành ngoài. Các bạn dùng kim móc hai đầu số 4 và cái phần dây cước mình đã chuẩn bị. Sau đó, các bạn luồn kim qua chân móc. Móc vào cái chân móc này cho mình 2 mũi móc đơn. Lưu ý là khi móc thì chúng ta giấu luôn cái phần sợi dây cước vào trong cái hàng móc của chúng ta. Móc vào cái mũi móc đầu tiên này 2 mũi móc đơn. Tiếp tục hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc kế bên móc 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Làm như vậy thì cái phần cước của chúng ta giấu sẽ không bị lộ ra ngoài. Hai chân móc kế tiếp cũng móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Cũng móc giấu cái phần cước vào bên trong. Chân móc kế bên móc 2 mũi móc đơn cùng chân. Làm tương tự các mũi móc còn lại, 2 mũi móc đơn xen kẽ với 2 mũi móc đơn cùng chân, móc cho đến hết hàng. Thì sau khi nẹp cước đến cuối hàng, thì các bạn cũng móc vào cái chân móc này cho mình, móc vào đây một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn kéo và điều chỉnh cái phần viền nón cho vừa với cái sợi cước mà chúng ta đã chuẩn bị. Sau đó giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc. Và móc thêm cho mình một cái sợi dây ngang để trang trí cho cái phần nón. Ở đây mình đã móc sẵn một sợi dây ngang như thế này. Các bạn có thể dùng keo nến để dán cố định hoặc dùng kim chỉ để may vào cái phần nón. Sau khi điều chỉnh cái vành nón xong
thì ở hai cái đoạn đầu của cái dây cước, các bạn dùng keo chích một đoạn nhỏ vào đây, vào hai đoạn đầu này để cố định lại cái sợi cước của chúng ta không có bị tuột. Thì sau khi dùng keo cho một giọt nhỏ vào ở hai đầu của cái sợi cước thì chúng ta sẽ được cái vành nón cố định như thế này, và dùng keo dán cái phần quai ngang vào trong nón. Chúng ta sẽ được một cái nón như thế này. Chúc các bạn thành công!